Rồi, hello mọi người. Quay trở lại với G91 Vlog. Hôm nay mình sẽ review sản phẩm Litocala Li 500, bộ sạc pin Li-ion và NiMH, có nghĩa là pin AA hoặc là AAA. Thì cái bộ này do mình xài lâu rồi nên mình để mất cái hộp rồi. Còn sản phẩm các bạn có chắc cũng đang hỏi là tại sao có hai cục adapter đúng không? Thì mình muốn cho bạn thấy là cục zin đi theo máy, cục adapter zin theo máy là cục Litocala, dòng ra 12V. Thì do cái cục này của mình lâu quá, mình dùng cỡ 2 năm mấy rồi nó hư rồi, nên nó không có lấy xài được nữa, nên mình phải sử dụng cái cục khác. Thì sẵn đây mình cũng muốn nói với mấy bạn á, là nếu như cục adapter hư á, thì mấy bạn kiếm một cái cục có cái dòng output là DC 12.6V, dòng xả 2A là ok. Thì của Trung Quốc hay của gì cũng được hết á. Nói chung là các bạn mua đồ tốt tốt thì xài được lâu, còn mua đồ Trung Quốc thì xài thì tới tuổi thì nó hư thôi, đồ điện tử mà. Rồi quay trở lại với bộ sạc này, thì bộ sạc này sẽ cho ra dòng điện là 4.2V hoặc là 1.5V hoặc là 5V 1A. Dòng 4.2V á, thì nó sẽ ra được 0.6, 0.3A, 0.5A, 0.7A và 1A cho bốn cái pin này, cho bốn cái khe pin. Còn đối với dòng 1.5V á, thì nó cũng ra thông số tương tự luôn là 0.3, 0.5, 0.7 và 1. Còn ở đây là cái cổng out này là mình sạc được điện thoại của mình, là mình cắm dây USB vô, mình ra cái đầu sạc điện thoại của mình. Thì cái bộ sạc này á, thì nó vừa có thể làm sạc pin mà cũng có thể trở thành cái sạc dự phòng cho mình luôn. Thì những cái pin mình dùng là pin Li-ion. Rồi quay đây luôn, nó có luôn nè, là những cái pin mà được sử dụng là 26650, 2650 nè, 26500 nè, 8650 nè đó, và những cái pin AA và AA ha. Rồi hôm nay mình sẽ review nó cộng với lại hướng dẫn cho mấy bạn sử dụng. Rồi mình cắm máy vào để xem màn hình hiển thị của nó nha. Thằng này thì màn hình hiển thị của nó không được đẹp lắm. Tới thời điểm hiện tại á, thì thằng Lito này nó ra thêm hai cái mẫu mới là thằng Li 500S và Li 600. Thì nó cải tiến là màn hình nó LCD, nút bấm không còn là nút cơ như vậy nữa, mà nó chuyển toàn bộ là sang là nút cảm ứng. Nó rất là hay. Bây giờ mình cắm vào để các bạn xem ha. Đó, các bạn cũng có thể thấy rồi nè. Cái màn hình nó, nếu mà mình để trực tiếp vậy máy ảnh á, hoặc là mình dòm từ trên xuống á, nó không có được rõ lắm. Mình phải nghiêng nghiêng nó vậy nè. Đó, thì nó mới rõ nè. Đây là một trong những cái mà mình thấy là bất tiện nhất của nó. Thì những cái dòng sản phẩm sau này của nó là nó cải tiến lên rất là nhiều, rất là ok luôn. Thì mình sẽ từ video này mình cũng đã có review những cái cục sạc Li 500S và Li 600. Mình sẽ để cái đường link nói vô những cái video đó, và cuối video các bạn có thể tham khảo thêm để lựa chọn cho mình cái sản phẩm tốt nhất. Thì cái bộ này chuẩn á, là hồi xưa là mình mua chuẩn zin á, là nó có thêm một cái này nữa, để mình lấy luôn cho anh em coi, là nó có thêm một cái dây 12V này cắm vô trong cái đốc thuốc lá mà ở trên xe hơi các bạn đó. Nhưng mà gần như là sau này á, những cái người bán á, người ta bỏ hết, người ta không có lấy cái này, tại vì người ta giảm chi phí xuống. Cái cục này mình nhớ nếu mà zin đúng chính hãng á, 100.000 một cục như vậy nè. Thì họ bỏ hết để họ làm giảm giá thành xuống. Hồi xưa mình mua cái cục này là 500 mấy chục ngàn, và bây giờ mình xem lại hình như còn có khoảng 300 mấy à, là họ bỏ hết rồi. Rồi không biết là họ có bỏ cái adapter xịn không, thì mình cũng nãy review cho bạn thấy cái adapter xịn đó, để bạn biết khi nào bạn mua thì có thể là bạn hỏi cái người bán coi cục adapter đó là adapter zin hay là adapter Trung Quốc hay là như thế nào đó. Tại vì họ nhiều lúc họ mua cái máy họ về họ bán cho mình, họ giảm giá thành họ bán, nhưng mà mình lại không lấy được những cái ngon nhất. Thì giống như mình đã nói từ đầu rồi, cục sạc zin thì đảm bảo mình thời gian mình dùng nó lâu, còn như những cái cục sạc Trung Quốc này thì xài nó chết khi nào mình không biết đâu.
Rồi, ok. Bây giờ bắt đầu nha. Cái loại này á thì đầu dương hướng xuống dưới, đầu âm hướng lên trên. Mình sẽ gài thử một cái khe nào đó mà mình sẽ chỉ bạn sử dụng. Cái này thì nó quên nói về tính năng trước đi, nó cơ bản tính năng thì nó có ba tính năng chính. Một là sạc. Hai là có hai tính năng chính thôi, nó một là sạc và kiểm tra kết quả. Kiểm tra dung lượng pin thì kiểm tra dung lượng pin trong đó nó lại có hai cái. Một cái là fast test, có nghĩa là test nhanh, là một cái là normal test. Thì fast test hình như là, nói chung là mình không nhớ rõ là như fast test là nó test dòng xả, còn normal test là nó test dòng sạc. Rồi, từ từ mình vô chuyên sâu mình nói kỹ hơn nha. Rồi, ok. Đầu tiên chứ đi. Đầu tiên cắm vào. Này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có chữ chart ở đây. Thì bạn bấm một cái, nó sẽ xuống fast test là test nhanh. Rồi bấm một cái nữa là normal test. Đó. Thì nói về sạc trước, ở đây khi mình bấm vào sạc, mình sẽ lựa chọn được dòng điện ở bên tay phải, mình bấm chữ current nè. Nó sẽ nhảy nè, bạn thấy không? Thì ở đây nó có bốn cái dòng cho mình chọn là 300, 500, 700 và 1000. Thì đối với thằng Lito Kala này á thì các bạn cứ chỉnh mấy cái này 1000 cũng được nữa, cái dòng sạc là 1000 cũng được nữa, không sao hết đó. Tại những thằng pin này pin đều hơn 1000 mAh hết, dung lượng nó đều hơn 1000 mAh hết, nên mình sử dụng một dòng sạc là 1A là ok, không thành vấn đề ha. Rồi, nói tới fast test. Fast test ở đây là cái này là mình không nhớ rõ nha, hình như fast test là test dòng xả, có nghĩa là thằng này nó sẽ nạp nạp đầy viên pin lên, nó sẽ đây là thằng này nó sẽ cái fast test là nó sẽ nạp đầy viên pin lên trước, xong rồi nó xả xuống thì nó sẽ ra được cái dung lượng, nó ra được cái dung lượng là ở đây, nó sẽ báo cái dung lượng ở đây. Đây các bạn thấy nè, mình không nhớ là nó xả trước hay nó nạp trước nữa. Rồi ok, fast test thấy nó giảm rồi, có nghĩa là fast test là nó sẽ xả trước, xong nó sẽ sạc đầy lên, nó sẽ đo lại cái dung lượng đầy lên thì nó sẽ ra thông số ở đây. Thì để test pin, mình nhắc một lần nữa nha, để test pin thì các bạn chọn dòng 500 mAh là 0.5A, tương đương 0.5A. Rồi ở đây là thời gian, tổng thời gian, ví dụ như nó xả xuống hết xong nó sạc đầy lên lại, thì khi nó đầy thì có nghĩa là tổng thời gian test của viên pin đó. Còn đây là nó báo ohm, báo điện trở của viên pin. Rồi, rồi bắt đầu nói tới normal test. Normal test là test bình thường, thì mình khuyên là nên sử dụng chế độ normal test để biết đúng dung lượng thật của viên pin. Vì sao? Normal test có nghĩa là nó sẽ sạc đầy viên pin trước, sau khi viên pin đầy nó sẽ xả xuống, nó xả ngược lại, và lúc đó nó sẽ test dòng điện xả được, thì mình xài thiết bị thì dòng điện xả được và viên pin nó xả được ra bao nhiêu điện, nó quan trọng hơn việc là mình nạp được bao nhiêu. Bởi vì luôn luôn là cái nạp lên á thì điện nó tiêu hao, thì nó tiêu hao trong cái quá trình sạc á thì nó không có chuẩn, nhưng mà xả xuống thì chắc chắn chuẩn, thì xài ra điện bi cục pin xài ra bao nhiêu thì sẽ đúng bấy nhiêu. Và nhắc một lần nữa là chọn dòng sạc là 0.5A khi test pin để kiểm tra đúng. Thường thường á, để test viên pin này á, bạn để khoảng, nếu chọn normal test 0.5A, cục pin lớn mà mình hay test, nếu cục pin cỡ 5500, 2660 5500 đi, thì mình test cỡ 14 tiếng. Còn cục pin khoảng 3400 thì mình test khoảng 8 tiếng á. Rồi, ok. Không biết mấy bạn còn thắc mắc gì nữa không? Thì nếu như mà mấy bạn có thắc mắc gì về cái bộ sạc này thì mấy bạn vui lòng liên hệ cho mình. Mình sẽ để cái Zalo và cái Facebook của mình để cho mấy bạn dễ liên hệ ngay ở dưới dưới YouTube nha các bạn. À mình quên nữa, mình sẽ nói một tí về cái ôm này nha. Thì cái máy này mình nói trước á là nó đo ôm không chính xác lắm đâu, các bạn có thể thấy nè,
mỗi lần mình lấy ra lấy vô thì nó sẽ nhảy một cái ôm khác nhau. Nhưng mà mình chắc chắn một điều á là khi để test ôm, các bạn phải sạc đầy viên pin như mình, rồi các bạn kéo tới kéo lui như vậy vài lần thì các bạn lấy cái số trung bình đi là ok rồi. Những cái pin dung lượng càng lớn thì cái điện trở nó sẽ càng lớn, nhưng mà chắc chắn một điều là pin mới thì tất cả nó phải dưới dưới 40, dưới 40 gần như là chưa thấy viên pin mới nào mà trên 50 hết. Nhưng mà bạn sạc đầy rồi mấy bạn kéo tới kéo lui vậy vài lần nè, như như nãy 11 đúng không, 16 rồi phải không, 15 nè, rồi vậy là viên pin này quá ok rồi. Điện trở mà dưới 20 nữa là xả cực kỳ cao luôn, nó quá đảm bảo cho mọi người sử dụng luôn nè. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi và quan tâm G91 Vlog. Mấy bạn đăng ký miễn phí nên giúp mình một đăng ký, rồi có cần review về sản phẩm nào mà mấy bạn muốn thì bạn cứ liên hệ nhắn comment thì mình thấy mình sẽ cố gắng mình làm đáp ứng những cái yêu cầu của mấy bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã đến với G91 Vlog. Bye bye.